Đây nhá, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người đã đến với kênh của Huy Đạt Vlog nhá. Đội nhóm tình nguyện. Đội nhóm tình nguyện đang đi chia quà cho các công nhân trọ. Đúng rồi. Đây đang rau củ quả và nấm này. Hôm nay có phải nấm nhá mọi người nhá. Nấm này là nấm hải sản đấy. Nhưng mà kể ra nấm này không biết là lỗi cái gì nhỉ. Hải sản thôi. Không xào thịt. Cái lấm này chơi nó vàng luôn. Ngon đúng rồi. Vàng, trắng tinh luôn. Phải nó lạnh. Lạnh. Nó lạnh, nó lạnh, nó đông đá. Ui, xào bò này ngon dã man luôn. Không phải bò xào. Nhưng mà tự nhiên nó làm cái thịt nó lạnh. Xào cái tỏi. Xào cái hạt lên mới tỏi thôi. Không cần gì. Các bạn, cái yến tùy này nó nghĩ nó nổi chứ. Các cái nhóm này nó chim chim cháy. Đây là trứng, mỗi người một phần. Ui, em ơi, nhưng thực tế là xào nó vàng, trắng nó biết là xào chơi rồi. Vì nó để ở trong. Hay. Không để trong nhiệt độ lạnh làm sao giữ được. Đây Hoàng Thị Thêu. Vâng, không, đi bộ theo thôi. Để đội ngũ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Nếu giờ tối vào nhà nào thì nhà cũng sợ lắm đấy. Toàn mặc áo xanh này. Để trên được theo ơi, để trên. Để lên trên để thi để củ dễ hơn không? Đúng không? Trồng lên, đấy. Từ, để lại cái khay kia. Đây. Anh quay anh đi. Theo vào bên mình Đạt đi. Ơi. Cậu ở nhà ấy. Em đi. Em kêu. Túi gì thì chị Thảo rơi này. Gạo đã về với đất Mậu Tài mọi người nhá. Tiệm khỏe nhỉ, thanh niên. Cái bao bao nguyên. Có lại bao 10 cân nữa có ấy. Lấy ở cửa lách lên dễ đây. Bà Bảy khỏe ấy đây, cho giảm mỡ đi. Suốt ngày đỡ phải nhảy. Theo khỏe lắm. Theo nhấc một cái bảo lên trên giường làm gì trời ơi. Gặp vãi rồi Tiếp ơi. Khỏe. Đây. Tiến nữa vác xi măng quen mà vét kém đấy nhỉ. Đây toàn phụ nữ béo với cả thanh niên khênh thôi. Ôi béo suốt ngày nhảy đỡ giảm cân. Đỡ phải đi thể dục. Thật hôm suốt ngày thể dục là bị vi phạm. Hello. Hello. Thôi bỏ lấm ra, em ơi. Không, lấm này cho trọ mà, mấy cả cho ai thôi. Không có. Các bác này. Nhà Mai này.
Nhà, nhà Dũng này. Nhà Dũng này, dây này chứ đây, nhà có. Trứng nó trứng. Có ăn nướng không? Có ăn nướng không? Đây đây đúng lạnh này. Đi đi đi. Trứng nữa. Trứng ra đổ đây, trứng có 7 gói đây. Nhưng tí nữa còn gạo đúng không chị? Gạo, gạo thịt rau. Tại vì một hộ gia đình mà tầm khoảng 5 người cũng chỉ được một bọc thôi mà. Tiếp ơi, tí nữa vẫn qua ra nhà Tiếp nhá. Cho này xuống đi. Ừ, hết rồi. Mấy anh em mà trong đấy thì có gì chia nhau nhá. Ok chưa nhỉ? Quay đầu lên đây, quay đầu. Quay đầu. Cầm tay dựng đấy hết rồi, quay đầu. Quay đầu. Quay đầu nhá. Cho hai bọc lấm. Hai bọc lấm đi. Hả? Hai bọc đi. Ừ, ba bọc đi, ba bọc. Rồi. Xin chào nhá, đây đang vào khối trọ, quay trọ đấy đấy. Trọ nhà Linh Mến nhá. 17 người nhá. 17 người, tính người thôi. Bên này 6 người. 6 người một gói đấy. Cái trứng à? Trong này có còn nhiều lắm. Mấy chị em, mấy chị em chị ăn nhé. Có thể mấy cái củ ăn không? Ăn củ nữa không? Ăn củ đi. 50 củ nhé. Bên này có 50 củ. 50 củ. Hết rồi đúng không? Đâu còn một giấy nữa, còn đằng kia cũng nhiều mà. Còn đằng kia cũng nhiều lắm. Nhà ông Chiến trước mà vẫn còn mà. Cảm ơn nhá. Đang cách nghỉ. Để hội tình nguyện này. Bà bảy cứ liên tục lên trăng nhá. Bà bảy. Đây bà sau kỳ này đặt thôi cho bà lên một nước nữa là bà 8.